Và vui lịch sử cho bạn, cho các cháu đó là kỷ niệm. Vâng, lâu lắm rồi. Dạ. Thôi. Bên trái, thôi. Đây là tinh thần của các cháu rất là tốt. Thậm chí là nhà vẫn phải đút cơm cơ. Như là nó rất tốt rồi. Và động viên các cháu. Em ơi hô lên. Tập hợp. Em ơi hô to lên. Liên đội trưởng ơi. Hô to lên em cứ hô lên các cháu đồng nghe tin gì. Ở đây loa nhiều lo lãng. Nói to lên. Qua
văn bản những cái đội trống kia bảo cho nó đi ở đây nó bị loạn, nó phân tán hết cả. Tiến độ xong rồi là tắt trống đi. Cho cháu này đây chỗ này nó đông người nó phân tán hết cả. Tôi đi theo chỉ chuẩn hả? Không phải nói đến tất cả các trại ở phía dưới chúng ta tắt hết trống đi ạ. Chúng ta dừng ngay việc tập trống ở khu vực phía dưới để đảm bảo cho phần thi trên này ạ. Mấy tiểu thư này gọi vào đây cho tôi nhờ. Thế là tốt rồi bạn, tốt, thế là rất tốt. Những đội này là phải thêm điểm. Cho cái cháu thêm một điểm tình yêu. Vui. Bên trái, vui. Vui đi sau nhìn chuẩn, hả? Đoàn đi lung tung, tôi đứa phân đội đầu tiên, phân một cực kỳ quan trọng. Chuẩn bị thắng phân. Thank you.
nhạc to lên tí nữa, em mới bảo nhạc to lên tí nữa bé quá. Nhạc to lên bé. Em đứng cho ấy thôi chứ ngoài này là nhỏ á. Nhạc to cái cháu muốn nó mới sung. Nhảy bao bố đúng cái đoạn mình view lên. Thi đấu với ban giám khảo quay góc vuông nhá. Giám khảo có thích đấu với anh không? Dạ. Quay góc vuông không? Từ từ. Hả? Là bốn bước. Bây giờ nó quay gần với cả vuông thế nào cả. Toàn cho hoàn đi. Toàn góc đẹp đi. Bây giờ anh đi làm quay góc vuông luôn. Thank you.
Về vị trí. Chúng bây giờ yếu, tất cả những cái đoạn này là đều phải có nhạc. Còn chưa đội, về hàng đây. Đúng rồi, cứ chuẩn bằng chỉnh thôi, bằng đẹp thì thôi. Ok rồi. Yêu. Chị ơi, điểm số. Đội lên tới trọng các công bạn đến đủ 24/24. Xin kính đồng chí. Mời đội ghi lễ về vị trí.
cái đội thật đã, 40 đội tập hợp. Đội 3 đội kim đồng. Đội 3. Đội 2 bước. Bước. Con cái tài lão.
Bước đầu, bước. Ông Thái. Đứng lại, đứng. 1, 2. Chào Lào, đứng Thái trên đỉnh. Giờ các em phát hiện ra. Nguyên độ quân 13 không đôi thật. À. Chưa. Đôi 3 bước. Bước. Không chung quân đội nào hết. À. Chưa. Hà Lào chú đông đi đây xe. Đôi 3 bước. Bước. Toàn quân coi cho Hồng Thái. Chưa. Chạy đều. Chạy. Đứng lại, đứng. 1, 2, 3, 4. Kêu. Chiến đội giải tán. Vũ đội cầm bông. Các bà chú đi lôi xe cho các cháu nhé. Không là làm lôi xe cho các cháu luôn. Không, cơ bản bây giờ có lúc trà đá là tuyệt vời đấy. Các bà ra chuẩn bị gọi hàng đi. Các cháu đã xong rồi đấy. Như chị đội, tập hợp. Làm cốc chè đã. Vâng, nhà ta cho đâu ạ? Nhà ta cho đâu? Cấp 1 là phải chịu trách nhiệm này đúng không? Em làm mà thao lỗi là cô giáo cấp 1 phải chịu trách nhiệm. Tắt chân! Cảm ơn em. Đúng rồi, giờ về các chị đoàn chỉ cần cố thôi. Các cháu nghỉ hè là nhà trường giao cho địa phương quản lý. Chiến đội giải tán, quân đội tập hợp. Vâng. Chú cho mời những cái bảo đảm nó mới nhanh bà. Mà cho anh chị rèn nó cứ ở nhà có khi ngủ rồi. Chiến đội tập hợp. Yeah.
kêu chị nào. Dạ. Bên trái. Hey. Chị chị ra đây. Chị ơi. Cô nào? Cô. Chị ra đây. Xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi của các đội thi và xin cảm ơn phần thi của 6 chi đoàn. Trước khi đi thống nhất với đẹp tốt, quân đẹp, quân đẹp làm tốt. Thực sự ra bây giờ cần gì thôi, đến đợt chiều nó mát đi thôi, làm cái gì bây giờ nó khổ ra. Rồi, từ phần trại này.
kiểu như kia nữa. Bên chúng tôi xin mời lên sân khấu đại diện
một tiết mục Hào khí Việt Nam của chi đội Võ Thị Sáu. Hoàn cảnh mascot cô gái mở đường và xe chiến thắng của chi đội Lan Lê Văn Tám. Tiết mục múa Cò Lả của chi đội Lan Văn Cầu. Tiết mục múa nhảy bài ca Tôm Cá của chi đội Lê Hồng Phong. Tiết mục hát Nổi Lửa Lên Em của chi đội Nguyễn Văn Trối. Và tiết mục múa mascot Mời Chầu Son của chi đội Lê Hồng Phong. Chúng tôi xin mời lên sân khấu các đại diện tiết mục của các chi đội. Thank you.
về vị trí của các chi đội ạ. Hiểu cái quý, thưa các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng thân mến, qua một ngày tổ chức và hoạt động hội trại thanh thiếu nhi năm 2023 đã kết thúc. Hội thi năm nay đã diễn ra trong không khí toàn đảng, toàn dân và tuổi trẻ toàn xã đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, tiến tới chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công. Năm nay, mặc dù nhiều chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và con người, nhưng với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức xã hội, sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí, cán bộ đoàn, các anh chị phụ trách, các cháu, đội viên, hội thi năm nay đã có 8 chi đoàn trên 4 thôn trong toàn xã. Nhiều chi đội có sự đầu tư lớn, sự chuẩn bị chu đáo về trang phục, tập luyện các tiết mục để tham gia các hoạt động tại hội thi. Các đơn vị đã đem đến hội thi những nét mới, nét riêng, độc đáo của đơn vị mình, từ đó tạo nên sự phong phú và hấp dẫn cho hội thi. Kết thúc các hoạt động, ban tổ chức đã lựa chọn được các giải của từng phần thi, các giải tiết mục đặc sắc và giải toàn hội trại. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, những vấn đề hạn chế như một số đoàn viên ý thức còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động do ban tổ chức hội trại tiến hành, như khi tập hợp đội hình trước giờ khai mạc. Một số đơn vị thực hiện chưa tốt một số yêu cầu của ban tổ chức hội thi, yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để các hoạt động, đặc biệt là hội thi năm tới, sẽ đạt được kết quả cao. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, với những kết quả trên, chúng ta đã có khẳng định rằng hội trại thanh thiếu niên xã Liên Phương đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức hội thi, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đã dành cho ban chỉ đạo hoạt động hè ở xã và tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi toàn xã có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và đầy hứng thú, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội trại thanh thiếu nhi xã Liên Phương năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn.